Chào mừng các bạn tới với Rakia. Hôm nay chúng ta sẽ tạo một đoạn phim hoạt hình về chú nhện Inci, chú mưa và chào ông mặt trời. Chúng ta cùng bắt đầu các bạn nhé. Đầu tiên các bạn ấn vào dấu cộng này để tạo dự án mới. Chúng ta không cần nhân vật này, các bạn hãy xóa nó đi. Chúng ta cần tạo một hình nền. Các bạn chọn hình nền thành phố. Chúng ta có ít nhất là 3 hình nền như vậy. Ở hình thứ nhất, các bạn tạo nhân vật, các bạn vào và chọn công cụ cọ vẽ. Chọn nét vẽ lớn nhất. Chọn màu đen. Bây giờ chúng ta cùng vẽ chú nhện Inci đi các bạn nhé. Bây giờ chúng ta cần chọn một nét vẽ nhỏ hơn. Chọn màu vàng để vẽ mắt cho chú nhện. Bây giờ chúng ta sẽ đặt tên cho chú ấy là Inci. Các bạn ấn dấu tích để hoàn thành. Ở trang thứ hai, tương tự chúng ta cũng sẽ tạo chú nhện Inci và thêm một nhân vật nữa là nhân vật đám mây đen. Ở nhân vật đám mây đen này, các bạn ấn vào công cụ cọ vẽ. Chọn nét vẽ thứ ba. Chọn màu xanh nước biển. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ những giọt mưa các bạn nhé. Ở trang thứ ba, chúng ta tiếp tục tạo chú nhện Inci. Tiếp đó là nhân vật mặt trời. Vậy là quá trình chuẩn bị đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu lập trình các bạn nhé. Ở trang thứ nhất, các bạn chọn cho mình thẻ lá cờ màu xanh. Tiếp theo đó là thẻ đi lên phía trên. Sau đó là thẻ kết thúc. Ở thẻ đi lên phía trên, các bạn nhập 5 bước. Tiếp theo ở trang thứ hai, chúng ta sẽ lập trình cho chú nhận EC. Đầu tiên các bạn chọn lá cờ màu xanh. Thẻ đi xuống phía dưới. Thẻ kết thúc. Đi xuống phía dưới 5 bước. Ở đây các bạn ấn thêm vào công cụ phông chữ. Chúng ta sẽ đánh một bài hát nhỏ. Tiếp theo, cuối cùng là ở trang thứ ba. Ở chủ nhật EC, chúng ta cũng làm tương tự. Đầu tiên lấy cầu màu xanh. Lệnh đi lên phía trên. Và cuối cùng là lệnh kết thúc. Đi lên phía trên 5 bước. Các bạn ấn vào công cụ phông chữ. Đánh một đoạn hát nhỏ. Vậy là quá trình lập trình đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta cùng xem thành phẩm các bạn nhé.